Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm những cái uh, chuỗi video về phân tích của uh, xu hướng BTC trong cái thời gian ngắn hạn thì uh, hiện tại với cái kịch bản uh, khi mà mình thấy được là Bitcoin nó đi xuống nó phá vùng 39k3 là cái đáy cũ trước này nó đâm qua đây và sau đó bắt đầu nó hồi trở lại lên thì uh, mình cũng có nhận định và mình cũng có uh, dự đoán rằng là khi mà giá Bitcoin nó đâm phá qua vùng 39K3 là cái vùng đáy cũ này và sau đó nó rút chân lên nó đóng cửa trên 39K3 là chúng ta có thể nhảy vào chúng ta mua an coi hoặc chúng ta có thể nhảy vào thị trường an để chúng ta chơi trong cái thời gian ngắn hạn và chúng ta kỳ vọng được là khi mà nó tạo thành một cái phá vỡ giả tức là khi mà nó phá vỡ qua đây nhưng sau đó nó không khẳng định xu hướng và bên mua quay trở lại nó đẩy giá đi lên và nó rút chân đóng cửa trên 39K3 này thì nó thể hiện cho cái việc là bên mua đang quay trở lại mạnh mẽ và có khả năng nó sẽ đảo chiều ở cái vùng giá 39k3 này Nhưng cái đảo chiều này với mình thì khả năng nó chỉ là một cái cú điều chỉnh hồi tăng Sau khi mà một đợt giá giảm dài xuống đây thì có thể nó sẽ hồi lên đến những cái vùng Đây trước mắt là cái vùng hỗ trợ kháng cự là cái vùng đỉnh trước đó đã tạo là vùng 41k5 Thì với mình cái đợt tăng này mình nghĩ nó vẫn có thể nó sẽ tiếp tục nó hồi phục lên vùng 42 cho đến 43k thì nó là cái vùng 38.2 và cái vùng 50 của Fibonacci trong cái uh, trong cái con sóng giảm từ cái vùng 48k về đến 38k5 này thì có thể nó sẽ hồi lên đâu đó khoảng tầm trong cái vùng 42 cho đến 43k. Hiện tại BTC nó đang gặp khó ở cái vùng 45k là cái đỉnh cũ trước nó tạo thì uh, bản chất là mình vẫn đang kỳ vọng nó vẫn còn một cái nhịp đẩy lên nữa và trên H4 mình thấy được là nó vẫn đang tích lũy và có khả năng nó tiếp tục nó có nhịp lên vùng 42 43k này. Đấy thì trong cái xu hướng sắp tới thì mình vẫn đang kỳ vọng Thực ra bản chất là mình không quá kỳ vọng vào câu chuyện là BTC nó tăng trở lại nó test lại đỉnh 48 49 và có thể phá 48 49 để lên bên 5152 thì mình không kỳ vọng bởi vì nó kỳ vọng đấy nó nó hơi khó và nó cái cái tỷ lệ kịch bản xảy ra cái cái câu chuyện nó test về những cái đỉnh cũ mà trước nó đã tạo này nó nó khó và nó đang 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 cái tỷ lệ mà nó nó đang tiếp tục xu hướng giảm của nó tức là nó hồi lên sau đó tiếp tục giảm xuống thì nó đang cao hơn rất là nhiều thì uh, chúng ta cũng không nên quá quan tâm đến cái việc mà BTC nó tăng được đến bao nhiêu và với mình thì mình đang tập trung hơn vào cái câu chuyện là cái nó nó nó, nó tập trung nó đẩy nốt cái con sóng của anh coi khi mà ở cái vùng 46 cho đến 48 này này nó đã đẩy một cái đợt ăn coi đẩy lên sau đó BTC sập về thì ăn coi lại bị hút máu lại quay trở về điểm ban đầu thì bây giờ mình đang kỳ vọng là nó đẩy lốt sau khi mà nó btc nó hồi nó đã nó về đến đây và nó hồi trở lại lên thì nó đẩy nốt cái con sóng ăn coi để nó đẩy lốt thị trường cá mập nó đẩy lốt và nó có thể nó sẽ chốt lời thì chúng ta sẽ tập trung à, cái đoạn này chúng ta tập trung và chúng ta chơi ăn coi hiện tại thì cái ngày hôm trước nữa thì mình thấy được thị trường ăn coi chưa có cái biểu hiện gì cho tăng trưởng cả nhưng mà nhưng mà đến ngày hôm qua tối hôm qua và cho đến sáng ngày hôm nay thì bắt đầu mình thấy được là thị trường an coi đang dục dịch đang dục dịch quay trở lại đó không thực sự quá là mạnh mẽ nhưng mà bắt đầu đấy cái 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 hiện tượng là xanh lại của thị trường mà bắt đầu là an coi bắt đầu hơi bu mẹ một chút rồi có những con tăng ba bốn mươi trăm có và trung bình hiện tại bây giờ những cái con coi nó đang khoảng tăng khoảng hai ba cho đến năm trăm đó thì đấy là cái tín hiệu mà mình thấy được là thị trường an coi nó đang quay trở lại đang quay trở lại nhưng mà thực sự nó, nó chưa bay đâu nhé chưa chưa bay đâu nên là nó gì nó chỉ đang có tín hiệu nó hồi lại sau cái đợt nó giảm btc hồi lại thì an coi nó sẽ hồi lại thì Đấy là cái kỳ vọng của mình, không kỳ vọng quá cao vào chuyện câu chuyện là BTC nó quay trở lại nó tăng Mà Có thể nó sẽ có cái nhịp đâu đó về, thì bản chất là nó đang gặp khó ở vùng 1k5 Nhưng cũng có thể kỳ vọng được là nó hồi quay trở về vùng 4243k Sau đó có thể là tiếp tục bên bán quay trở lại tiếp tục làm cho giá đi xuống Đó thì Trong cái khoảng thời gian đấy thì mình nghĩ là đâu đó chỉ cần một vài ngày thôi, giá nó lên đến cái vùng 4243k Hoặc ở ngay cái vùng này nó sideway đây 3-4 ngày thôi thì khả năng nó có một Đợt sóng nhỏ để an coi lên thì chúng ta có thể tranh thủ chúng ta nhảy vào Cái thời điểm này chúng ta chơi và chúng ta lại té ra đó thì uh, thời điểm này là thời điểm nhạy cảm và chúng ta phải thấy được là cũng chưa chắc chắn được về xu hướng nên là anh em có đầu tư vào BTC có đầu tư vào an coi thì các bạn nên đầu tư một số tiền nó vừa phải thôi có thể là khoảng tầm 30% hoặc là dưới 50% thì anh em đầu tư một số tiền vừa phải đến lúc mà thị trường có biến đến lúc mà thị trường nó nó có vấn đề gì xảy ra thì nó rất là dễ thoát Chứ nếu anh em đầu tư tất cả số tiền có thì nó nó sẽ rất là rủi ro bởi vì xuống bây giờ vẫn chưa chắc chắn được là liệu là bitcoin nó có giữ được ở đây đâu đó khoảng tầm một tuần không để mà chúng nó nó để an coi được nó có thể lên đây nó dã dạ xuống luôn tiếp thì thì an coi lại sẽ tiếp tục là hẹp đó thế nên là trong thời điểm này mình nghĩ các bạn nên đầu tư một số tiền vừa phải thôi không nên quá tham lam trong cái thời điểm này Đấy thì uh, hiện tại kịch bản hiện tại vẫn đang theo sát vẫn đang bám sát cái những cái gì mà chúng ta đang dự đoán và chúng ta đang phân tích thì mình thấy được là chúng ta lên cẩn thận và chúng ta lên đi một cách nó từ từ thôi Không nên vội vàng quá làm gì cả Đấy Thì cái kịch bản mà mình kỳ vọng là khi mà Bitcoin nó đâm qua vùng 39k3 này Và nó rút chân lên thì mình đã nhận định khả năng nó sẽ có câu chuyện nó quay trên, trở lại Nếu nó test lại vùng bên, bên trên này Thì bởi vì đây chính là cái phá vỡ giả Khi mà phá vỡ giả này nó xảy ra thì thị trường nó sẽ có xu hướng nó đảo chiều Cái, cái tín hiệu phá vỡ giả đảo chiều rất là là mạnh mẽ thì có thể nó sẽ hồi lên đâu đó đến cái vùng bên trên này à, khi mà nó nó đảo chiều nhưng mà cái này chỉ là đảo chiều của cái uh, đảo chiều của cái xu hướng giảm nó chỉ là đảo chiều theo cái câu chuyện là hồi lên thôi nhé chứ nó không phải là đảo chiều của cả cái xu hướng giảm này mà nó chỉ là cái cái đảo chiều của cú hồi lên tức là cú điều chỉnh sau một đợt giá giảm thì do là câu chuyện giá nó tăng hồi trở lại đó thì đấy chính là cái cái cái, cái tư duy cũng như là cái uh, cái, cái, cái góc nhìn về cái, cái cái đợt mà nó tăng giá này thì uh, uh, mình cũng có cho những cái kèo an coi ở trên uh, nhóm uh, group ktc thì anh em uh, nhớ uh, đăng ký kênh đăng ký kênh và các bạn ấn cả chuông để nhận được những cái video sớm nhất ngoài ra thì các bạn nhớ roi cả vào telegram và group facebook của mình để có trường hợp mình đưa những cái số kèo an coi hoặc những cái kèo phối thì anh em ở trên cái kênh cộng đồng thì anh em có thể nhận được những kèo đấy, các bạn có thể tham khảo, có thể là vào hoặc không mà tùy các bạn Đó thì anh em nhớ roi vào kênh nhé Ok, thì sau đây mình sẽ quay trở lại với lại cái xu hướng của BTC trong cái thời gian sắp tới Thì uh, trên cái biểu đến ngày thì uh, thực ra thì chúng ta thấy được là ngày hôm qua nó vẫn là một cây nến tăng Nhưng mà thực ra cái cây nến tăng này nó không quá mạnh mẽ và cái cây nến tăng nó đang quay trở lại, nó test lại cái đỉnh cũ này rồi Nó đang gặp khó ở cái vùng 41K5 này rồi Thì uh, có khả năng giá nó sẽ hơi cún lại ở đây một chút đó, nó sẽ hơi bốn bách lại chút thì trên cái biểu đồ đến ngày thì thực ra thì nó cũng không có cái tín hiệu gì để nói cho cái việc là là giá nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ à, đương nhiên là cái cây nến xanh như này thì nó vẫn thể hiện cho cái việc là bên mua chiếm ưu thế Đấy, bên mua chiếm ưu thế và khả năng tiếp tục đưa thị trường đi lên nữa nhưng cái cây nến xanh này nó nó không quá mạnh mẽ nó không quá mạnh mẽ về mặt ý nghĩa về lực Đấy, nên là với cây nến xanh này thì chúng ta vẫn phải xem xét thêm Đấy, tính toán và đánh giá thêm thì trên cái biểu đồ ngày thì uh, thực sự nó cũng không có quá quá nhiều thứ để nói đâu thì uh, nó vẫn thể hiện cho việc là bên mua thôi nó vẫn thể bên mua đang chiếm như thế sau đây chúng ta sẽ chuyển sang cái biểu đồ H4 thì chúng ta thấy được là hiện tại là là trên biểu đồ H4 thì giá đang đi rất là đẹp Đấy, giá đang đi rất là đẹp cấu trúc của nó rất là đẹp này Đấy, tăng này xong bắt đầu sideways này Đấy, sideways đi ngang này xong nó tiếp tục tăng tiếp này xong đây lại tiếp tục sideways tiếp này thì bản chất nó đang gặp có ở cái vùng này đây chính là cái vùng hỗ trợ kháng cự trước nó đã tạo nó lên đến cái đỉnh 41k5 và sau đó nó bên bên quay trở lại tiếp tục bán sập xuống thì bây giờ nó đang quay trở lại đây và hiện tại nó đang gặp khó ở đây thì với câu chuyện là đang gặp khó ở đây nhưng mà mình thấy được là cái lực cái cái lực nó tích ở đây đây anh em nhìn thấy những cái nến này những cái nến h4 rút chân này nó đi ngang nó giống như với lại cái bên dưới này cái vùng lúc mà giá nó 40 40.700 này nó giá nó đi ngang tích lũy đấy thì bên này nó cũng bắt đầu là nó tăng một đoạn sắp bắt đầu là rút chân những cái nến rút chân h4 rút chân lên nó, nó giá tiếp tục đi ngang đây thì có khả năng nó vẫn có một cái cái đà tiếp tục là tiếp tục là giá tiếp tục có một cái đợt búp lên nữa như này nữa thì mình cũng đang kỳ vọng như thế nhưng mà hiện tại đang gặp khó đây thì có thể là nó sẽ đảo chiều ở đây một chút nó sẽ đảo chiều ở đây một chút thì chúng ta nên chờ đợi và theo dõi thêm vào bản chất cái cái này nó chỉ là con sóng hồ nên là mình cũng không kỳ vọng nó tăng quá cao đâu đấy thì <laughs> có thể từ cái đợt này nó sẽ tăng tiếp những cái h4 này tín hiệu đi ngang rất là đẹp này trong cái đi ngang rất là đẹp này đi ngang rất là đẹp này. thì về đến đây thực ra là mình, bản chất là mình cũng 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 chưa chắc là bitcoin nó sẽ có tiếp tục nó hồi lên được đến mạnh đâu nên là với thời điểm này thì mình đang xem được là vấn đề là nó có có giá nó có trụ vững ở trên vùng 40 k không tức là giá nó trụ vững ở trên cái vùng 40 k này trên vùng 40 k này, này. Đấy, giá nó sẽ trụ vững trên vùng 40 k này để chúng ta có thể chơi ăn coi miễn nó đừng phá cái cái vùng đáy 39 miễn nó đừng phá cái vùng 39 40 này nó phá hẳn xuống đi thì nó sẽ tạo một cái xu hướng giảm của btc thì ăn có sẽ bị bút máu tiếp thì đâu đó chỉ cần BTC nó đi ngang ở đâu đó vùng này đâu đó khoảng tầm một tuần thôi năm cho đến 7 ngày là chúng ta có thể chơi ăn coi ngon lành rồi còn hiện tại thì uh, xu hướng tăng ở cái cấu trúc nó vẫn là, là, khá là đẹp và mình vẫn đang kỳ vọng nó có thể tiếp tục nó tăng nó quay trở về nó test lại cái vùng 42k này trong cái khoảng 42 cho đến khoảng tầm 43k này, này. đây trong khoảng giá này Đấy, trong khoảng giá này là nếu mà nó về được đến đây bắt đầu nó sideways đây là đẹp nhất đấy, tiếp tục nó tăng lên đây nó hồi về 50 phần thì đấy là cái đang là cái kỳ vọng của mình và hiện tại mình thấy được giá tích lũy vẫn đang khá đẹp và cái kỳ vọng tăng lên đấy cũng được khá là cao đó đấy, chứ không phải là nó lên đến đây thì cái, cái pullback thường thì nó sẽ tăng nó giảm nó giảm thì cái pullback này nó là pullback đi ngang giá nó đi ngang đó thì mình vẫn đang kỳ vọng lên được 4243 thì chúng ta lên chờ đợi xem nó phá có phá được cái đỉnh này không đây là một cái đỉnh cựu hỗ trợ này chúng ta chờ xem nó phá đây nó phá đây thì tiếp tục quay trở về 4243 test 4243 test thì có thể nó sẽ lình xính đi đây nó đi ngang đây sai ngôi đâu đó khoảng tầm 23 ngày là đẹp rồi và chúng ta, ta, ta có thể chơi ăn coi và cá mập cá vo nó có thể đẩy lốt cái đoạn này đi mình mình đang kỳ vọng câu chuyện là nó đẩy lên đây vùng 4 mai 43 k này sau đó là bên bán có thể nó sẽ quay trở lại và nó đẩy nó hai thằng sẽ cân bằng nhau về lực ở đây và giá có thể đi ngang ở đây một vài ngày thì đây chính là cái cơ hội để cho cá mập nó đẩy nó cái cú đẩy giang dở của coi đi khi mà nó đẩy ở đoạn trên này nhưng mà cũng chưa được bao nhiêu cả thì BTC sập BTC sập thì lên đến đoạn này mình kỳ vọng được là nó nó sẽ đẩy lốt thì đấy là cái kịch bản của mình thì trên H4 thì cái vùng sideways nó chưa mất có hai cây lến thôi, thì chúng ta lên chờ đợi xem xem nó có pull back hẳn sâu không nếu mà quay đầu đảo chiều đây và không phá được cái vùng 41k5 này nếu mà không phá được 41k5 thì nó có thể là tiếp tục nó quay đầu nó về nó test lại vùng 40 này và có thể nó sẽ đi ngang đây một đoạn đấy. đi ngang đây một đoạn có thể tiếp tục sẽ bị dã xuống Đấy, thì nếu mà vùng 41 k năm này không phá được mình thì mới đang kỳ vọng nó, nó phá cơ nó nó phá lên đến đây thì khả năng là nó sẽ đẩy an coi tốt hơn còn nếu mà lình xình ở đây thì khi mà ở đây nó đã từ trên cái vùng 41 k năm này tiếp tục nó bị giá xuống đây thì chắc chắn là thị trường nó sẽ lại rơi vào trạng thái nghi ngờ và khả năng cá mập cá voi nó đẩy an coi thì nó sẽ bị trứng lại nó, nó không không tốt mà khi mà nó đẩy lên 42 43 này là khi mà lên 42 43 nó thị trường nó tăng trưởng thì thì cái câu chuyện là cá mập cá voi nó sẽ vững tin hơn trong câu chuyện là nó đẩy giá còn khi mà BTC lại quay đầu lại test lại những cái vùng bên dưới này thì nó nó sẽ phải cân nhắc nó sẽ phải tính toán để câu chuyện là nếu mà nó đẩy thì nó có xả được hàng không đó thì đấy là trên cái biểu H4 thì thực ra nó cũng chẳng có gì nhiều để nói mà câu chuyện là cái cấu trúc đi vẫn đang rất là đẹp đó, cấu trúc đang đi rất là đẹp đây đấy, giá đây xong bắt đầu đi ngang nó đẩy lên xong lại đi ngang tiếp đấy Mình có thể kỳ vọng tiếp tục giá đi lên tiếp Chuyển sang cái biểu đồ H1 thì nó vẫn thế thôi. Chuyển sang cái biểu đồ H1 thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ cái cấu trúc đấy. Là nó trúc này. Là hoàng đi ngang này. Đẩy lên. Sau đó là hoàng đi ngang này. Đấy. Thì kỳ vọng giá nó trụ vững ở đây. Nó sẽ đi lằng ngoằng đây tiếp tục đi như này. Giống như hôm qua mình đã vẽ đúng không? Giá bắt đầu thời điểm qua mình làm video buổi hôm qua thì bắt đầu giá đi ngang này này. Thì bắt đầu mình đã dự tính là khả năng nó sẽ đi ngang đây. Nó không phá được qua cái vùng dưới này và nó đi ngang đây và tiếp tục nó búp lên thì bây giờ nó lên trên đây thì mình cũng đang kỳ vọng là có tiếp tục nó sẽ giữ được đà giá nó giữ được ở trên đây nó đi ngang đây thì khi một cái thời gian tích lũy đủ thì bắt đầu nó tiếp tục nó bứt phá lên nó đi lên vùng trên nữa thì đấy là cái kỳ vọng của mình hiện tại giờ BTC nó đang đóng một cái H1 bây giờ là 7 giờ 29 30 phút rồi thì không biết nó có rút chân không thì hiện tại nó đang nến nó đang xuống khá là xấu nhưng mình vẫn đang kỳ vọng nó có thể đi ngang nó tích lũy và đi lên tiếp đấy thì đấy là cái nhận định về cái thị trường BTC. Nó thực ra nó ngày nào cũng làm nhận định, ấy. ngày nào cũng phân tích thì bản chất là nó cũng không có quá nhiều thứ để chúng ta khai thác, cũng có quá nhiều thứ để chúng ta đánh giá đâu. Bởi vì thị trường nó xu hướng thì nó có cần có thời gian, nó cần có thời gian để cho nó chạy, có cần có thời gian để để cho giá nó đi và nó tạo thêm những cái tín hiệu để chúng ta có thể nhận biết để đánh giá đường là xu hướng tiếp theo nó sẽ như thế nào đi về đâu chỗ nào ấy còn anh em thì anh em muốn xem xuống dài chẳng hạn các bạn muốn nhận định dài thì các bạn phải chờ những cái cây đến ngày nó đóng đấy, mà trong ngày ngày nào cũng phân tích ngày nào cũng cũng đánh giá thì đương nhiên là làm sao mà có những cái dữ liệu để chúng ta đánh giá được nó chỉ có thế tương đấy nó chỉ có một ngày chỉ có một cây đến này thôi thì ngày nào cũng update ngày nào cũng phân tích ngày nào cũng cập nhật thì cái đúng sai nó sẽ sẽ thể hiện luôn trên cái biểu đồ và nó sẽ là liên tục nên anh em phải cân nhắc và chú ý là Ví dụ như là mình nhận định ở cái vùng 47, 48 này, 4748 nó về đây nó test thì có khả năng sẽ quay đầu trở lại nó giảm nó test lại bên dưới này Thì cái hướng đi nó là như vậy, thì trong quá trình nó đi sẽ nó có lên có xuống Thế là là cái câu chuyện phân tích thì nó sẽ có độ dung sai, anh em phải cân nhắc và phải tính toán cho nó hợp lý Và ngày nào chúng ta làm video thì đương nhiên là không thể nào mà làm Tức là mình cũng nói về cái kịch bản dài trong các live stream, mình cũng nói về kịch bản dài và trung hạn rồi nhưng mà uh, các bạn phải nhớ được là mình đang làm cái nội dung hàng ngày, hàng giờ hàng tuần thì đương nhiên là mình phải nhìn trong cái khung thời gian, tức là ngày hôm nay nhìn thì uh, ngày hôm sau tiếp theo nó sẽ là như thế nào thì chúng ta nhìn trong đâu đó khoảng tầm nhìn khoảng tầm 2 3 ngày thôi thì thì, thì các bạn mới có cái nội dung video để chúng ta làm và chúng ta phân tích. Còn nếu anh em muốn nhìn dài hạn thì đấy như mình đã nói thì với mình thì khả năng nó vẫn sẽ chỉ là cú hồi lên và sau đó test về những cái vùng bên dưới này, 37, phá bảy tiếp tục với 3334 nếu mà về đến 334 thì mình nghĩ là khả năng tiếp tục nó sẽ phá 334 để một nhịp về đến 30 này. Và thậm chí có thể đâm hơn một nhịp về 30 về sôi một chút là 2728 nó bắt đầu mới rút chân lên. Đấy thì mình đang tính toán là như vậy. Thì để xem cái cú hồi là hiện tại cái cú hồi này nó hồi lên được đến đâu, hồi đến quá không hay là lại lên cái đỉnh. Nếu trường hợp mà nó lên lại nó test đỉnh và phá đỉnh này thì chúng ta phải thay đổi kịch bản là khả năng nó sẽ hồi lên đến vùng 51 52 này. Hồi cao hơn nhưng với mình thì mình đang nghiêng về kịch bản giảm cao hơn rất là nhiều kịch bản kịch bản nó hồi lên đến bên, bên trên là sắp tiếp tục biến bán dã dạ xuống tiếp nó test là dùng đáy cũ là thì kịch bản đấy đang cao hơn rất là nhiều và cái tỷ lệ thành công của mình cũng cái kịch bản chính của mình nó vẫn là đi xuống đây còn kịch bản lên trên mình cũng không không để ý nhiều đâu rồi thời điểm nó lên đến 38 tám xong bắt đầu bị giã dạ xuống tiếp thì bản chất nó vẫn chỉ là đi trong một cái kênh giá này thôi kênh giá đi ngang ra đây đây em nó đi ngang trong một cái kênh giá này thôi không có gì cả Đây. Nó đi ngang cho kênh giá này. Hiện tại bây giờ nó đang có xuống từ trên đây nó khi mà nó test lại cái, cái 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 bên trên của kênh giá này thì bao giờ nó có xuống nó quay trở lại nó test lại cái vùng bên dưới kênh bên dưới này và có thể phá bên dưới khi mà nó nếu mà nó phá cái kênh đi ngang này nó phá cái biên dưới này cái phá cái đường áp trên này thì các bạn khả năng nó sẽ còn sập rất là mạnh nó về đến 30 nữa có thể đầu tiên là phải test 33 đã xong bắt đầu nó về đến 30 đó thì à, hiện tại với mình thì cái xuống chính vẫn đang là xuống giảm và nói về phân tích cơ bản, nói về phân tích dòng tiền thì chúng ta sẽ thấy được là trong cái thời gian tới uh, Fed nó có thể nâng lãi suất cao và có thể nâng nâng một cách sốc bởi vì sao? Bởi vì là cái lạm phát lạm phát cái chỉ số lạm phát của Mỹ nó đang tăng rất là cao. Thì có khả năng trong những cái đợt tới đây Fed nó sẽ nâng lãi suất một cách mạnh mẽ, tức là không phải không phải chỉ tăng đều đều từng tí một mà nó có thể nâng sốc luôn, có thể là 0.5 hoặc 0.75 thì tùy từng diễn biến thị trường mà fed nó sẽ có câu chuyện nó điều chỉnh như nào thì tất cả nó vẫn chỉ là dự đoán nhưng mà chúng ta thấy được là trong cả năm nay thì fed nó sẽ phải tăng lãi suất liên tục nó sẽ phải tăng lãi suất liên tục trong năm nay thế nên là với những cái thị trường tài chính như kiểu là coi hay là những thị trường đấy như kiểu như chứng khoán nó là những cái kênh đầu tư rủi ro đấy nó là những kênh đầu tư rủi ro và biến động nhiều thì khả năng dòng tiền nó sẽ cát đau ra nó thất thoát ra và nó tìm về những kênh trú ẩn an toàn hơn như là vàng, như là đồng USD, đấy thì nó sẽ quay trở về những cái dòng tiền nó sẽ quay trở về những cái kênh trú ẩn an toàn nên là với mình thì cái xu hướng của bitcoin đấy, cũng như là thị trường chứng khoán thì nó sẽ có xu hướng nó quay trở về nó test lại những cái vùng bên dưới và nó sẽ có câu chuyện nó nó tiếp tục nó nó suy thoái, nó có xu hướng giảm dòng tiền nó cắt ao ra khỏi những thị trường nó rủi ro như vậy thì với mình thì đấy là cái cái cái, cái góc nhìn của mình nó là như vậy thì khả năng nó sẽ còn những cái vùng thấp hơn nữa của Bitcoin trong cái thời gian sắp tới thì trong năm 2022 thì với mình thì nó vẫn sẽ là một cái đà giảm mình nghĩ nó là thì sang đến đầu năm 2023 hoặc có thể là sang đến giữa năm 2023 thì có chuyển biến thì thì mới tính toán được tiếp còn hiện tại thì xu hướng giảm nó vẫn đang là xu hướng như thế và có khả năng nó sẽ đưa thị trường còn đi đến vùng thấp hơn dưới nữa đấy thì trước mắt thì chúng ta cứ chờ đợi xem là nó phá đến 37 phá 37 thì sẽ về 33 về đến 33 thì lần này test về 33 thì mình nghĩ là nó phá luôn cả cái kênh áp này thì khả năng nó sẽ quay về test 30 luôn ờ, khi mà về đến 30 thì khả năng sợ là sau cái lần này test 30 thì nó đà phô mô quá tức là cái cái lực bán mà người ta nhìn thấy được cái khả năng giá nó có xu hướng đi và còn tức là cái cái cái, cái kích hoạt cái tâm lý sợ hãi nó sẽ bán tháo thì khả năng sẽ có nhịp nó nó đâm qua vùng khoảng vùng 30 này có thể một nhịp về đến 27 28 nó bắt đầu nó mới rút chân lên Đó, rút chân lên xong tiếp tục hồi lên bên trên này À, thì đấy là cái kịch bản của mình cái nhìn chung và dài hạn thì em cũng phải cân nhắc phải tính toán cho cẩn thận thực ra câu chuyện là đúng hay sai hay là áp chen hay là đao chen thì nó cũng không 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 quá quan trọng đâu quan trọng là các bạn phải tính toán được là trường hợp xấu nhất xảy ra nó sẽ như nào các bạn có thể mừng tượng áp chen nhưng mà các bạn cũng phải nghĩ đến câu chuyện là dự đoán là dự đoán tương lai thì có thể đúng có có, có đúng có sai nên là trường hợp các bạn dự đoán là áp chen thì các bạn nếu các bạn mua các bạn đấy thì trường hợp nó không theo đúng các bạn nó giảm xuống thì các bạn sẽ làm gì hầu hay giữ hay là cứ để kệ nó chia 3 chia 4 xong bắt đầu là một vài năm sau về bờ thì nếu mà các bạn đã có tính toán sẵn rồi, các bạn tính toán khối lượng tiền vào rồi, đi tiền bao nhiêu, đi một số tiền nó vừa phải thì các bạn thích làm gì cũng được. Nhưng đi một số tiền lớn và đó là tất cả số tiền chúng ta đầu tư thì nó nó không đơn giản như vậy nữa. Thì vấn đề là mua hay bán hay giữ hay hâu thì đấy là ở các bạn thôi. Nhưng mà hãy tính toán cho mình cái trường hợp xấu nhất thị trường có thể xảy ra thì mình sẽ làm gì? Chứ không thể là mà đầu tư một số tiền lớn đây xong bắt đầu là À, đến khi mà cái tình huống đấy nó xảy ra, bắt đầu mới tính toán, bắt đầu mới thua lỗ, bắt đầu mới, mới sợ sệt, bắt đầu mới đi tìm chỗ này, tôi kia hỏi han thì nó, nó quá là muộn rồi. Thế là anh em phải tính toán, phải cân nhắc, cẩn thận. Đấy. Những cái người người ta đưa cho các bạn cái đường hướng, đưa cho các bạn cái kế hoạch, bản thân là người ta đã có một cái cách làm riêng và người ta có vị thế riêng, người ta đầu tư một số tiền vừa phải và số tiền đấy người ta đã tính toán trước rủi ro rồi thì nó khác với các bạn lại đầu tư một số tiền lớn mà mình cứ theo người ta mà mình theo một cách mù quáng mà không tính toán gì cả. cứ thế là vào mà không không suy nghĩ thì các bạn sẽ phải trả giá rất là nhiều. Không phải câu chuyện là cứ ôm là có có lãi đâu và không phải là mình chắc gì mình đã ôm được 1 2 5 giá sập chia 4 trên 5 một số tiền rất là lớn với bản thân các bạn. Thì chưa chắc đâu, nên là phải tính toán cho kỹ. Thế thì quay trở lại với lại cái uh, xu hướng của BTC thì uh, như mình đã phân tích và nhận định khả năng thì mình thì mình vẫn đang kỳ uh, vọng giá nó giữ được ở trên vùng 40k nói mình mình đang kỳ vọng giá giữ ở trên 40 k thôi chứ còn câu chuyện nó tăng thì mình cũng không kỳ vọng lắm bây giờ mình đang thấy được là mình đang chờ cái con sóng ăn coi khi mà nó đẩy dở ra như thế đây thì mình kỳ vọng là cá mập cá voi Đấy, cá nhà táng rồi các loại cá thì nó có thể đẩy lốt cái đoạn này đi mình ăn nhanh xong bắt đầu là uh, kỳ vọng là có thể ba bốn mươi năm mươi thậm chí có thể nhân đôi hay nhân ba thì tùy vào từng con mà anh em sẽ ôm đó thì uh, xong cái đợt sóng hồi này có thể là nếu mà thị trường nó, nó không tiếp tục lên được mà mình thấy được có những xu hướng xấu bên bán nó quay trở lại thì mình sẽ tiếp tục mình cắt đao ra mình thoát ra à, còn nếu mà tiếp tục được cái đá tăng hoặc là nếu mà tiếp tục được cái con sóng ăn coi thì mình ăn được rồi, mình cảm thấy được là thị trường nó còn còn dư địa tăng trưởng thì mình vẫn cứ tiếp tục mình ngồi mình chơi thôi còn nếu mà khi nào mình cảm thấy không ok thì mình sẽ cân nhắc mình, mình thoát ra có thể anh em không thoát hết thì có thể thấy một phần được bảo đảm rủi ro trong một cái xu hướng hiện tại xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm sau đó bắt đầu một kênh giá hồi lên thì bản chất đây là một cái hồi phức thôi nó là một kênh giá tăng nó là một kênh giá tăng nhưng là tăng điều chỉnh với mình thì vẫn chỉ là tăng điều chỉnh thôi thì uh, thì với mình thì khả năng khi mà tăng sau bắt đầu là có thể nó phá kênh giá tiếp tục về sâu hơn còn nếu mà bây giờ muốn kỳ vọng một cái đà tăng trưởng với kỳ vọng một cái uptrend hay là kỳ vọng cái gì đấy nó, nó tươi đẹp nó tươi sáng hơn thì bây giờ nó phải quay trở về đấy nó test lại 48 đã 47 48 đã sau đó pha 47 48 để về 51 52 này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng câu chuyện là một xu hướng nó, nó tươi đẹp hơn còn bây giờ thì từ 48 nó giã về đây nó quay trở có xuống quay trở lại test 37 nó vẫn hồi trở lại một chút có thể là sau đó tiếp tục bị giá xuống tiếp thì muốn tươi đẹp thì hãng chờ lên đây test đi đã rồi hãng tính còn trước mắt thì nó đang là xu hướng giảm thì hãy nhìn nó là xu hướng giảm và đừng đắn đo gì quá đừng có sợ sệt nhiều quá tính toán cẩn thận đấy, điểm cắt lỗ điểm uh, rủi ro của mình là đâu tính toán cẩn thận đấy thì trên đây là cái uh, nhận định của mình về btc sau đây thì mình sẽ chuyển sang một chút về cái uh, uh, biểu đồ btc đấy thì trên biểu đồ btc chúng ta thấy được là cái uh, uh, ngày hôm qua là btc nó đang có xu hướng nó nó tiếp tục quay đầu đảo chiều đi xuống giảm Đấy, nó điều chỉnh ở đây hai cái đây các bạn sẽ thấy được hai cái khả năng ngày hôm nay tiếp tục là an con nó sẽ tăng trưởng thì nó tiếp tục nó đóng thành một cái cây pin ba ở đây ở cái vùng hỗ trợ kháng cự này vùng hỗ trợ kháng cự này nó tương đối là nhỏ thôi nhưng mà nó đóng hai cây nến pin ba ở đây thì nếu mà ngày hôm nay tiếp tục đóng cây nến pin ba ở đây thì khả năng à, cái biểu đồ btc dom nó sẽ tiếp tục nó quay đầu nó đảo chiều đi xuống tiếp khi mà nó đi xuống đây tiếp thì khả năng là thị trường an con nó sẽ tăng trưởng Đấy, khi mà biểu, biểu đồ BTC Dom nó đi xuống thì nó thể hiện cái việc là phần trăm vốn hóa của An Coi đang giảm mà trong khi đó là BTC vẫn đang tăng mà cái biểu đồ BC Dom nó lại giảm thì chứng tỏ việc là cái thằng An Coi nó đang chiếm lại cái tỷ trọng nó đang chiếm lại cái thị phần cái chiếm lại cái vốn hóa thì đương nhiên nó phải tăng trưởng nó chiếm lại được đúng không? thì mình đang kỳ vọng là ở đây nó khả năng nó đảo chiều Đấy, biểu đồ BTC Dom đảo chiều tăng có thể là quay đầu tiếp tục giảm quay về test lại đáy này thì nếu mà tiếp tục quay về test lại đáy thì An Coi sẽ tăng trưởng và chúng ta sẽ có thể chơi được trong cái giai đoạn này các bạn bỏ tiền trong giai đoạn này cũng được thì bỏ một phần tiền nó đã khoảng tầm 30 tài khoản là đẹp đừng có tham quá tham quá đến lúc BTC nó có biến cái là không thoát ra được đâu thì trên cái biểu đồ BTC Dom thì nó cũng không có gì nhiều để nói cả thì kỳ vọng của mình thì vẫn đang là một cái đợt hồi đợt hồi của an Coi khi mà BTC nó sập về đến vùng 38k5 sau đó hồi trở lại thì mình kỳ vọng là nó sẽ đẩy một cái đoạn altcoin lên sau đó rồi thì chúng ta tính tiếp đó, biểu đồ BTC Dom thì nó cũng không có gì nhiều để nói cả thì cho nên là cái góc nhìn ngắn hạn cũng như là cái tầm nhìn nó chung và dài hạn một chút. nó lại cho anh em thấy thực ra thì cái kịch bản mình đã vẽ từ cái đỉnh 6869 khi mà Bitcoin về 6869 này này, mình nhận định nó là cái đỉnh của cả năm nay. Mình đã thấy được là nó sẽ là tại đỉnh 6869 này nó sẽ quay đầu đảo chiều giá và nó test lại về những bên dưới này, 40 và thậm chí có thể là 30. Và trong năm 2021 và năm 2022 có thể nó sẽ là một cái cái đà giảm, đà giảm và cái 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 xu hướng điều chỉnh À, nó sẽ test về bên dưới này thì mình đã nhận định từ trên cái vùng đỉnh này rồi và à, Kể cả trong quá trình nó, nó về đến dưới đấy này có thể nó sẽ hồi lên những cái vùng bên trên nó test lại Và sau đó bên bán sẽ quay trở lại cái tiếp tục làm giá đi xuống tiếp Thì cái kịch bản mình đã vẽ rồi, mình đã, đã dự tính câu chuyện đấy rồi thì Cứ bám theo kịch bản đấy mà làm thôi Mình mình vẫn đang bám theo kịch bản đấy thôi vì hiện tại mình chưa thấy được là Bitcoin nó uptrend hay là một siêu chu kỳ, mình, mình chưa thấy được cái điều đấy Khi nào mà nó phá được cái vùng 51 đi rồi hãng tính 51, 52 thì chúng ta có thể kỳ vọng được là nó có thể tăng lên cao hơn nữa nhưng hiện tại nó về đến 48, xong bắt đầu nó bị giã như này thì chưa thấy được câu chuyện là áp ở đâu cả đó thì chúng ta cần phải nhiều dữ liệu và chúng ta cần phải được nhiều yếu tố được là ví dụ như là nga thanh toán chấp nhận bitcoin là một kênh thanh toán đấy, người ta xác nhận là nga xác nhận là nó là một kênh thanh toán thì nó sẽ là một cú hích cú hích với thị trường thì khi đấy thì chúng ta tính toán sau hiện tại trước mắt thì xu hướng nó đang là giảm thì phải nghĩ nó là giảm nhìn nó là giảm thì phải bảo nó là giảm không thể làm mường tượng nó là đẹp hay là như thế nào cả đó, thì À, trên đây là một số cái nhận định của mình về thị trường crypto trong cái thời gian sắp tới nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký kênh và đừng quên nhấn cái quả chuông bên cạnh để nhận được những cái video sớm nhất từ mình ngoài ra thì các bạn có thể join vào cả kênh telegram và cũng như là cái group facebook của mình ấy thì để có một số trường hợp như là cái kèo free mình cho anh em trong nhóm thì các bạn có thể nhận được ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo